trên trên Facebook đó, thì thực sự là cũng rất nhiều người muốn xuống tới đây coi tình hình như thế nào trực tiếp luôn, mà người ta không đi trực tiếp, rất là căng. Bây giờ đang nhờ tất cả những youtuber ở đây là sẽ đăng ra coi như thế nào, và hôm nay cô Hằng sẽ xuống trực tiếp đây và ekip cực kỳ ủng hộ luôn, gồm bảo vệ và bác sĩ xuống đi tới đây làm việc với ông Nguyễn. Nhưng mà tình hình hiện tại thì em thấy khá là đông, anh có ngại gì cái việc đó không? Không, mình cũng bình thường, cái nào đúng là nó đúng, còn cái nào sai là nó sẽ sai. Thì hôm nay sẽ biết kết quả như thế nào không? Anh sẽ đợi cùng khán giả cho đến hết buổi ngày hôm nay. Đúng, mình sẽ đợi. Đợi hết ngày luôn để coi thực hư câu chuyện nó như thế nào. Đó. Mình ở đâu đến đây anh hả? Mình ở Sài Gòn, mình ở quận 10. Theo anh là hôm nay chị Thúc online có mở cửa đón bà Nguyễn Thị Hằng không anh? Thì nói chung thì nó theo cảm nghĩ của anh thấy tình hình vậy có đón không anh? Chắc cũng mình cũng chưa biết thực sự nữa, bây giờ nếu có cảm nghĩ mình là sẽ không, tại vì bị áp lực rất là lớn, áp lực cực kỳ lớn luôn. Bây giờ ba mặt một lời giải thích thì em nghĩ là sự việc nó sẽ hay hơn. Thì đúng rồi, nếu mà được như vậy thì quá ok rồi, nhưng mà thì giờ phải đợi trực tiếp cô để làm việc đó. Thì cô Hằng cũng đang trên đường đi á, cô đợi kiếm đúng rồi. Mình là khán giả, mình muốn biết cái sự thật như thế nào, trắng đen luôn. Chứ bây giờ mình không gọi là nghe một chiều nữa, mình xuống đây. Thì hôm nay cô Hằng với đại diện gọi là một người mạnh thường quân thì xuống đây thăm hỏi và như thế nào thì nữa, một lát mọi người sẽ biết trực tiếp luôn. Cô Hằng đang trên đường xuống. Nói chung là mình cũng mong rằng cô Hằng được vào trong và chia sẻ trực tiếp, trao đổi nhiều những vấn đề và thắc mắc của tất cả mọi người trong suốt thời gian vừa qua đó, thì sẽ làm rõ trắng đen một số cái vấn đề đó để cho mọi người không còn là nghi vấn nữa. Và cũng cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ cho những anh em ghi hình như thế này. Rồi, cảm ơn.